Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của em Thiện để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Phôi đế đẹp không? Đó, đế nở không ha. Đây. Đây, chào em. Dạ, em chào. Chào anh Tấn, chào cô chú anh chị em gần xa đam mê mai vàng trên toàn quốc. Dạ thì hôm nay thì em có về một lô phôi mai giảo Thủ Đức, gồm có 30 phôi. Là mai giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Dạ, hình thức mua bán của em cũng là bao ship. Số điện thoại của em là 0387349494 ạ. À. Địa chỉ của em ở như cũ là ở Tân Ninh, Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang. Dạ, thì em bắt đầu cây đầu tiên hôm nay là cây mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1 ha. Rồi. Rồi, cho chiều dài em nói luôn. Chiều dài nó là 65. Rồi, hoành em nói. Hoành là 20. Rồi, chính rồi. Xác. Để luôn ha. Rồi. Cây mã số 1. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? Rồi, cây mã số 1 giao lưu giá 900 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Người lên, người xuống. Cây số 2. Rồi, mã số 2. Rồi, cho chiều cao nó ha. Chiều cao nó là 60 ạ. Rồi. Bản thân nó là 20. Rồi, đó lại trẻ thước như cái gì? Rồi. Rồi. 19. 19. Ờ, 19 như cái gì? Rồi. Này uống đồ uống nốt ha. Cái mã số 2. Rồi, để đi. Xem xíu nữa các em. Qua cái bịch đít nữa các em. Đó. Rồi, giao luôn như em. Dạ, cây số 2 giá 900 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị. Cây mã số 3. Rồi, mã số 3 ha. Có củ đế hết sức ha. Rồi, chiều cao nó ha. Đấy, chiều cao nó là 85 ạ. Bút măng luôn ha. Hoành thân nó là 23. Rồi, hoành cái củ nhiêu đây em? Củ bự quá nè. Bao cái củ luôn. Nó là 44 ạ. Củ 44, rồi xây dòng cái củ ha. Hết sức cái củ ha. Đấy, cây mã số 3. Giao luôn nhiêu em? Cây mã số 3 báo giá 1.9 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 4. Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 80. Rồi, vô hoành luôn. Hoành thân nó là 27. Rồi. Hơi dưới nha các bạn. Rồi. Xác ha. Rồi, xe cái củ luôn. Ồ, củ thằng giò luôn ha. Rồi, vô luôn nha em. Cây mã số 4. Giao lưu với giá 1.9 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Xuống cây em trai. Rồi, mã số 5. Số 5. Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 76. Rồi, vô hoành luôn ha. Hoành thân 22. Rồi. Cây mã số 5. Rồi, vô luôn như đen. Cây mã số 5 cho lưu giá 800 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi. Tức là cây giống bài 23. Ê, quạng quên lộn, mã số nhiêu? Mã số 6 ạ. Cho số 6. Chiều bay của nó là 86 ạ. Rồi, hoành luôn ha. Hoành nó là 27 hơn, tức là trừ hao nó là... Rồi. Rồi, rồi, rồi đúng rồi. Cây mã số 6. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ, cây số 6, giá 1.4 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cái số 7. Số 7.
Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 90. Hoành thân nó là 23. Rồi, cứ báo trung thực rồi đây. Dạ đúng rồi. Cây okay, mã số 7. Kiểm. Để cái gì? Hết sức rồi để ha. Cho luôn như em. Dạ, cây số 7 giá 1 triệu 7 ạ. Rồi, 1 triệu 7 ha. Rồi, xuống cây. Tiếp theo là cây số 8. Số 8. Rồi, cao luôn ha. Hoành thân 70. Rồi, hoành. Ủa, chiều cao 70 chứ. Nó lộn. Hoành thân đây là 23. Rồi. Rồi, con đo hoành chính xác. Cây số 8. Rồi, vô luôn như đây. Cây số 8 giá 950 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, lên số 9 luôn. Rồi, cao. Chiều cao nó là 88. Rồi, hoành. Này cho cái cũ luôn nha. Hoành thân nó là 25 đúng ạ. Rồi, cái cũ như em. Hết cái ộp, hết cái cũ rồi, báo 50 ạ. Rồi, xây xây luôn. Rồi, cho luôn nha em. Cây số 9, giá 1 triệu 9 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, cây số 10. Rồi, cao luôn. Chiều cao 79. Hoành. Hoành thân 22. Rồi, chính xác. Xe xe cái cũ luôn. Cây số 10. Như luôn như em. À, cây số 10 giá 1 triệu 4 ạ. Rồi, 1 triệu 4. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 11 ha. 11. Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 75. Rồi, hoành luôn. Hoành thân nó là 219 ạ. Rồi, chính xác 19. Thôi, cũ hết sức cái cũ đó, thử cái cũ luôn em. Ừ, đúng rồi, vòng quanh đó. 57. Là 57 ha. Dạ. Rồi. Rồi, cho luôn nha em. Ở cây số 11 giá 1 triệu 6 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp luôn. 12 ha. 12. Rồi, cam nó luôn. Chiều cao nó là 60. Rồi, hoành. Hoành thân nó là 23. Rồi, cứ ba. Rồi, hoành thân 23. Cái gì cứ an tâm về cái hoành nhưng cái gì? Về cái gì mà có đo mà có thiếu thì alo lại alo dạ. Chịu trách nhiệm hoàn toàn. Dạ đúng rồi. Đó, cây số 12. Rồi. Cao luôn nha. Dạ, cây số 12 báo giá 1 triệu 1 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 13 ha. 13. Chừa là hai đường chơi đấy ha. Chơi dạng nào chơi. Rồi, chiều cao đi em. Chiều cao nó là 62. Rồi, hoành luôn. Hoành thân 24. Rồi, chính xác. Cũ đó, ha. Như em. Cái cũ nó là 42. Rồi, xe xe. Cũ cũng đặt ha. Rồi, vô luôn như em. Cây số 13 giá 1 triệu 8 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, số 14. 14. Rồi, chiều cao nó luôn. Chiều cao 77. Rồi, hoành. Hoành thân 21. Rồi, chính xác luôn.
đây, cái tủ này. Này cái lồng nó bỏ cái rễ đó. À, cũng này. 51. Rồi. Nhà luôn nha em. Đây, cây số 14. Lưu giá 950 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi. Số 15. Số 15. Rồi, cho chiều cao nó luôn em. Chiều cao của nó là 77. Rồi, quanh. Quanh thân của nó là 26. Rồi, cũ luôn. Rồi, chính xác. Cũ bự quá nên đo thử cũ luôn quý vị. Cũ trên đây đi. Cũ đặt. Cũ đặt luôn. Rồi. Như em. Chính xác là 59. Rồi. Đó là xác luôn á. Vậy đó, rồi. Xem dòng cái cũ ha. Rồi, cho luôn nha em. Cây số 15. 15 cho lưu giá 1.9 ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 16. 16, lên cây. Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 69. Rồi, hoành. Hình trên ha. Rồi, đúng rồi, cái này nó cái cũ nữa là nó đông cũ. 18. Rồi. Những cái đây rồi. Nó mập lắm. Toàn do luôn. Để mà cho thử. Thử cái cũ tròn đó bao nhiêu? 38. Rồi. Cái số 16. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, cái số 16 giao lưu giá 1.1 ạ. Rồi, xuống cây. Lô này đế nào nấy cũ, chảng ha. Ừ. Cái số rồi. 17. 17. Rồi, cho chiều cao nó luôn ha. Chiều cao nó là 71. Rồi. Hoành luôn. Hoành thân 21. Rồi, chính xác. Để đây quý vị. Lô này cũ nào cũng bự to. Rồi, giao luôn nha em. Cây số 17 giá 1.6 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 18. Rồi, mã 18. Rồi, xây xây luôn. Mình gần ha. Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 70. Rồi. Hoành thân chính xác nó là 22. Rồi. Cũ hả? Cũ đặc. 40 ạ. Rồi. Cái số 18. Cái số 18 giá 1.1 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Cái 18.1 triệu. Rồi, mã số 19 ha. 19. Rồi, cho chiều cao nó luôn em. Chiều cao nó là 81. Rồi, quanh. Bản thân nó là 24. Rồi. Cũ. 49 ạ. Rồi. Cây số 19. Rồi, giao luôn nha. Cây số 19 giá 1.7 triệu ạ. Rồi, xuống cây. Cái số 20. Rồi, số 20. Cái số 20. Nguyên con thú luôn. Rồi, cho cái chiều cao nó ha. Rồi, chiều cao nó là 77. Rồi. Quạch. Lộng thước. 24. Rồi. Đây, đây, đây. Dần tươi luôn. Uống nụ uống nút luôn. Cây số 20. Giao luôn như em. Cây số 20 giao lưu giá 2.2 triệu ạ. Rồi, 2.2 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, số 21 ha. 21.
Rồi cam nó luôn. Chiều cao là 67. Rồi quanh. Bình thân 23. Rồi xe xe luôn, có cái cũ cũng tròn luôn. Rồi giao luôn như đem. Cái 21 giá 1.300.000. Rồi xuống cây. Rồi 22. Rồi. Rồi cao luôn ha. Cao 65 ạ. Rồi. Bình thân 23. Rồi. Cây dòng luôn. Cây số 22. Rồi giao luôn như đem. Là cây số 22. Rồi. Đâu, giá đâu rồi? Cây số 22 giá 1.300.000. Rồi, xuống cây. Rồi ghi nhớ ghi vô nha. Ghi vô tập. Rồi, lên cây luôn. Tiếp theo là cây số 23. 23. Đó. Rồi cho chiều cao nữa ha. Cái dựng xương này cũng hay hay ha. Chiều cao là 70. Dựng xương rồi. Y chang như ca xương cá. Xương cá. Gần 20. Rồi. Xương. Rồi xe xe. Cái số 23. Nó bé qua lại như xương cá. Rồi cho luôn như đây. Cái số 23 giá 1.500.000 ạ. Rồi. Xuống cây. Rồi lên 24 luôn. Rồi 24. 24. Cao luôn. Chiều cao nó là 55. Rồi quanh. Quanh thân nó là 22. Rồi xe xe luôn. Rồi giao luôn như em. Cây số 24 giá 900 ạ. Rồi xuống cây. Rồi 25. 25 ha. Rồi cho chiều cao nó luôn. Chiều cao 76. Rồi quanh. Quanh 20. Rồi chính xác. Rồi xe xe luôn. Cái số 25. Rồi cho luôn nha em. Rồi, cái số 25 giá 950.000 ạ. Rồi xuống cây. Rồi, số tiếp theo 26. 26. Rồi, cao luôn. Chiều cao 78. Rồi, vô hoành. Hoành thân 24 ạ. Rồi, xe xe. Lâu này cũ nào cũng nở ha. Rồi, rồi cây này giao luôn cho em. Rồi, cây số 26 giá 1.500.000 ạ. Rồi, xuống cây. Tiếp theo cây số 27. Rồi 27. Rồi xe xe. Rồi cao luôn em. Chiều cao nó là 78 ạ. Rồi hoành. Hoành thân 22 đúng. Rồi hậu đế. Nhiều. 61 ạ. Rồi xe xe. Rồi giao luôn như đem. Cây số 27 giá 1.900.000 ạ. Rồi xuống cây nguyên bệ luôn. Cây số 28. Rồi. Rồi cao luôn. Chiều cao nó là 80. Rồi quanh. Quanh thân 21. Rồi đế này nữa vài năm nữa mấy cọng này nó bự lên đặt luôn á ha. Đặt sức không đặt kẹo mà nhỏ nhỏ rồi mà thấy còn đặt. Rồi giao luôn như đem. Là cây số 28 giá 1.800.000 ạ. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây số 29. 29. Rồi
Rồi, cao luôn em. Chiều cao nó là 76 ạ. Rồi, vô hoành luôn. Hoành thân nó là 22. Rồi, nồi. Rồi, 22. Nồi đó. Là 53. Rồi. Cái số 29. Rồi, cho luôn nha em. Cái số 29 giá 1.6 triệu ạ. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, số 30. Cây 30 là cây cuối cùng của clip em ngày hôm nay nha. Rồi. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cây nào thì cứ mạnh dạn alo em Thiện ha. Rồi, quý vị xem, nếu chưa bấm đăng ký, bấm ký ủng hộ kênh giúp mình nha quý vị. Rồi, chiều cao cây mã số 30. Cây 30. Cây 30 chiều cao 94. Rồi. Hoành thân nó là 23. Rồi, xe luôn. Bộ này quá trời bự. Sức luôn. Cây số 30. Giao luôn như em. Để cái số 30 giao luôn với giá 2 triệu ạ. 2 triệu. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau. Rồi, xuống cây.